Đây là một hồ câu khá là lớn ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An, cách Sài Gòn khoảng 30 cây số anh chị ha. Nếu mình đi xe hơi thì tầm khoảng 1 giờ đồng hồ và đi xe máy thì tầm khoảng 1 giờ 15 phút. Thì buổi chiều hôm nay khá là vắng vẻ ha. Do mọi người đang chuẩn bị cho ngày hôm sau là thi câu cá giải trí tranh giành giải thưởng 120 triệu đồng. Cảnh rất là mát mẻ anh chị ha. Và hôm nay anh chị thấy xe hơi rất là nhiều của các cần thủ ở khắp các tỉnh thành. Bên cạnh đó thì có thể cùng gia đình nghỉ ngơi ăn uống ở đây. Anh chị thấy rất là vui ha. Ở đây có rất là nhiều cá lớn anh chị ha. Những con cá từ 15 đến 20 kg, rất là to. Thì hôm nay em sẽ cùng anh chị đến đây mình khám phá một quán ăn, một nhà hàng và hồ câu Hoàng Tân ở đây. Rồi, mời anh chị và các bạn cùng tham gia nha. Hồ câu cá giải trí Hoàng Tân các bạn. Rồi, mình vào trong khám phá nha. Đợt trước thì mình có nhiều video cho các bạn rồi, nhưng mà ngày mai sẽ có câu cá giải. Rồi, hôm nay là hơi vắng vẻ, mình đi trước. Rồi, mình sẽ quay được nhiều cảnh hơn. Chào các bạn nha. Hôm nay mình đang ở hồ câu Hoàng Tân, công ty bắt cá Hoàng Tân luôn. Thì ngày mai có chương trình câu giải rất là lớn các bạn ha. Một giải câu cá như vậy tới mấy trăm triệu lận. Thì mai những người câu cá cần thủ từ các tỉnh về, có Sài Gòn về rất là đông. Thì ngày mai mình sẽ ra quay sớm cho anh chị và các bạn xem nha. Đây là một cái sân khuôn viên rất là rộng ha. Các bạn có thể tới đây chụp hình. Các bạn trẻ thì rất là thích ở chỗ này các bạn. Mấy con hù ha. Rồi, ở kia có Lý Hương TV. Ở đây thì mình có một cái chiếc xe ngựa. Này là một cái gió. Hôm nay có dịp những người bạn của em về chơi thì em giới thiệu với những người bạn luôn một quán ăn nhà hàng ở đây, khá là mát mẻ cho gia đình và bạn bè đến đây ha. Đó là anh Tuấn Dương anh chị ha, kênh Sài Gòn Ngày Nay. Anh Tuấn Dương rất là thích cảnh đi bộ ở trên cái hồ câu Hoàng Tân này. Và bên kia là bạn Lý Hương ha. Hồ câu thì khá mát mẻ anh chị ha. Vào buổi chiều nè, mình có thể uống cà phê, ăn một số món ăn đặc sản ở đây. Anh chị thấy ở đây cặp đường tránh của thị trấn Cần Đước, và đó là cầu Cần Đước anh chị ha. Nếu mà như từ Sài Gòn về thì mình có thể sáng về chiều lên, tại vì mình tốn có 1 giờ đồng hồ đi xe cho một chuyến đi hoặc về anh chị ha. Ở cảnh buổi chiều thì khá là mát mẻ, mình có thể uống cà phê cùng bạn bè nè, hoặc là ăn tối với gia đình. Anh chị có thể hóng gió cảnh ở dưới quê ha. Những người bạn Tướng Dương, Sài Gòn Ngày Nay, Dương Đức Nhã Channel và Lý Hương TV anh chị. Mọi người rất là thích thú với cái cảnh đi bộ quanh hồ. Rồi, hôm nay mình sẽ thưởng thức một ít nước trái cây. Của Lý Hương rất là tinh nghịch ha. Hồ câu này thì em đã ghé nhiều lần rồi anh chị ha, và có nhiều video cho anh chị tham khảo rồi, giống như là ăn tối cùng gia đình nè và những bữa tiệc cùng bạn bè rồi. Hôm nay thì một ngày rất là đặc biệt là câu cá giải trí giành giải 120 triệu đồng và tổng giải thưởng cho cả ngày là 500 triệu anh chị ha, của 140 cần thủ. Rồi, hôm nay mình sẽ xem thử trổ tài của những cần thủ nha. Vào bưởi. Bưởi gọi là gì á? Gọi tên là gì? Dạ. Đây mình thử cốc ổi. Ở đây có. Dạ. Kỳ giải ngày mai đó. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi mình lấy thông tin đây ha. Đây chụp lại. 500 triệu. Nếu mà được nhất ngày, con lớn nhất ngày thì được 128. Ồ, 128 triệu được đã không? Vậy là lúc nào cũng có người nhất. Đúng rồi. Vui ha. Rồi. Cần như vậy là cái cầu giải trí giải nhất là 120 triệu. Cái này có bao nhiêu số lượng? Có nhiều giải lắm. Có rất là nhiều giải nha. Giải nhất là 120 triệu nè.
rồi giải nhì 45, giải ba 30. Các bạn thấy không? Rất là nhiều giải luôn. Giờ 500 mà 104 thì nó 700, 700 mình chia ra giải thưởng 500, còn 200, 200 thì mình trừ ra mình thu cá về rồi mướn nhân viên cá ăn trong một tháng rồi cái tiền cá mình thả như này nữa. Chia sẻ thông tin với các bạn ha. Hồ câu từ cầu Ông Thịnh, cầu Ông Thịnh ở Sài Gòn ha, mình chạy theo quốc lộ 50. Rồi mình xuống ngã tư chợ Trạm đi thẳng luôn qua cầu chợ Trạm. Tới ngã rẽ tránh thị trấn. Đó là cầu Cần Đước các bạn ha, còn cầu Hoàng Tân. Các bạn tới ngay thị trấn Cần Đước hỏi hồ câu Hoàng Tân thì ai cũng biết, tại hồ này khá là lớn. Đây các bạn. Thì mỗi tháng thường có giải nhất khoảng 120 triệu ha. Hầu như tháng nào cũng có câu cá hết. Câu từ 8 giờ sáng đến 14 giờ chiều. Đây có số điện thoại của anh Dũng đó nè. 0941886968. Xe vắng ở đây, xe bít hết rồi các bạn. Xe hơi rất là nhiều ha. Bây giờ mình vô xem mọi người câu cá nghe. Ở cà đồng không? Người đi cũng hơi khó. Bích xăng hết rồi các bạn. Hoành tráng. Cá tiếp tục lên ở đồng các bạn. Rất là đông. Cá tiếp tục lên ở kế đầu qua có hai cá đang lên á. Ồ, câu cá rồi. Không chạy đâu. Ở trong đây thì mọi người gia đình đi theo. Vui quá. Cá đang lên ở gần đầu ha. Giữ. Dính rồi, dính rồi. Dạ không có trực tiếp, không không có trực tiếp. Xảy rồi. Đâu có trả lại. Rồi tiếp tục dính rồi, dính rồi. Dính rồi, dính rồi. Wow. Trong 3 cái phút đầu tiên, 3 phút đầu tiên mà câu sớm thì cá hồ là kiếm được nhiều. Trời ơi, quá bự luôn rồi. Mong giám sát qua và không hề hỗ trợ được không. Cờ câu sợ lưỡi câu. Rồi, ok. Rồi, dính rồi, quá bự luôn. Rồi, dính đuôi hả? Ủa sao câu dính đuôi hay vậy? Quá bự luôn các bạn. Cái chuyện sấy, cái chuyện sấy. Qua. Dính đuôi là bỏ. Anh là sảnh. Rồi cho cá vào. Rồi các bạn. Cá tiếp tục ra tới gần đầu qua. Hiện nay qua có 3 con cá đang lên. Tránh đường cho cá lên nè. Mở rồi thả cá. Rồi thả hả? Này dính đuôi không tính hả? Không. Thả xuống rồi lên. Anh ngoan rồi. Xuống quầy nói gì. Mở ra luôn á. Rồi chứ không này câu dính đuôi là không tính các bạn, phải thả xuống. Ừ, sao dính đuôi ra? Tại vì nó lội quá dính. Chứ bơi nghe á, móc gì. Rồi cái này được tính không? Không. Thả xuống. Nhiều khi cá vô miệng. Rồi ra đây. Kéo nhanh. Cắt đuôi luôn. Mà muốn to chứ thầy, tranh tới đầu giờ chiều. Mọi người đi dành lần giải. Cái lưỡi câu này mình muốn lấy lưỡi nào cũng được, tùy mình ha. Mình mua theo ý mình á. Theo ý mình luôn ha. Mồi cũng của mình luôn. Này cám anh. Sau khi mình bó nó vô một con mồi rất là to. Bên kia có cá kìa, cá nó lôi nè. Nó chạy rồi bạn. Cá là xui. Kìa chuẩn bị kéo cá lên ha. Mấy ký? Dạ, nhỏ hả? Nhỏ thả lại.
Con bự nhất hôm nay tới bây giờ là bao nhiêu ký rồi anh? 12 ký rưỡi hả? 12 ký 85. Giờ tới chiều mới có cá to các bạn. Bây giờ mình sẽ cho anh chị và các bạn xem cảnh rất là thú vị, cảnh câu cá từ trên cao nha. Một giờ có giải ha, và giải cuối ngày thì giải lớn là 120 triệu, nhưng mà mình bây giờ bận rồi, mình không có tham gia tới chiều được. Vài hình ảnh chia sẻ với anh chị và các bạn ha, nếu mà các bạn muốn tham gia mình có thể liên lạc theo cái thông tin bên dưới, em sẽ để bên dưới trong mô tả anh chị ha. Hồ câu Hoàng Tân đó, mình có thể tới đây ăn uống cùng gia đình và câu cá giải trí. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha, chúc một ngày vui vẻ, tạm biệt và hẹn gặp lại. Ở đây dân địa phương, còn dân ở xa tới thì ít, nhưng mà hôm nay là ngày câu giải ha, rất là nhiều xe hơi luôn ở các tỉnh về. Các bạn thấy ở đây 61 nè, 68 nè, 93 nè, rất là nhiều, rất là nhiều xe hơi ở các tỉnh khác tới. Bây giờ kiếm lượng ra không được đây. Xe thay đậu ra tới ngoài luôn ha. Mình ra mình xem anh Tướng Dương đang hướng dẫn bạn Lý Hương làm rau nè. Ví dụ như cái đây này các bạn này thì nó hơi bị đầy.